Quân đội Nga thông báo diễn tập sau khi sân bay Petersburg được ngột đóng cửa. Ngày 28 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vừa triển khai cuộc diễn tập trên không với sự tham gia của các máy bay đánh chặn. Sau khi sân bay Pulkovo ở thành phố Petersburg buộc phải đình chỉ tất cả các chuyến bay trong vòng 1 giờ đồng hồ. Chính quyền thành phố lớn thứ hai của Nga đang thông báo đóng cửa không vận trên kênh Telegram mà không cho biết lý do. Một số báo chí đăng thông tin không được xác nhận rằng một vật thể có thể là máy bay không người lái được phát hiện ở khu vực này. Trưa 28 tháng 2, chính quyền thành phố thông báo các chuyến bay đã được nối lại và lệnh cấm trong khu vực có bán kính 200 km đã được dỡ bỏ. Trong thông báo đưa ra khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi các chuyến bay được nối lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ vừa triển khai diễn tập với sự tham gia của các máy bay chiến đấu trên vùng trời phía tây đất nước. Trong quá trình huấn luyện, các lực lượng phòng không đã luyện tập kỹ năng phát hiện, ngăn chặn và xác định mục tiêu, cũng như tương tác với các lực lượng khẩn cấp và thực thi pháp luật, các hãng tin Nga đưa tin. Thông báo cũng cho biết Cuộc diễn tập không được báo trước khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lộ trình và các hãng hàng không phải thay đổi kế hoạch bay trong ngày. Dữ liệu từ trang web cho thấy nhiều chuyến bay hướng đến Petersburg phải quay đầu về trong sáng ngày 28 tháng 2. Việc đóng cửa không phận cũng ảnh hưởng đến các chuyến bay đến vùng Kaliningrad năm tách biệt Nga. Người phát ngôn điện Kremlin từ chối bình luận về nguyên nhân gián đoạn giao thông hàng không trong một giờ đồng hồ, nhưng khẳng định Tổng thống Vladimir Putin nhận được báo cáo đầy đủ về tình hình. Mỹ nói xung đột ở Ukraine có thể kéo dài. Tỷ phú Elon Musk nhận định về ban mút. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Can cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài trong 3 năm. Chúng tôi không biết quỹ đạo của cuộc xung đột. Cuộc xung đột có thể kết thúc sau 6 tháng hoặc có thể trong 2 hoặc 3 năm. Ông Can nói tại một phiên điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm 28 tháng 2. Ông Can nói thêm, ông hy vọng Quốc hội sẽ hỗ trợ tài chính cho Kiev, ngay cả với những đánh giá hiện tại về khả năng tiếp tục xung đột. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của phía Mỹ. Tỷ phú Elon Musk nhận định về chiến sự Bát mút. Doanh nhân người Mỹ Elon Musk mới đây đã bình luận về dữ liệu bản đồ cho thấy quân đội Nga đã bao vây gần như hoàn toàn các đơn vị Ukraine ở Bakhmut. Thực tế, Bakhmut đang bị bao vây, ông Musk viết trên Twitter. Trước tình hình khó khăn của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Bakhmut, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến sự tại Bakhmut ngày càng trở nên phức tạp hơn thiếu sót của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Can cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh sự bất lực của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ trong việc sản xuất số lượng đạn dược cần thiết. Cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ không đáp ứng được mức độ cần thiết để sản xuất đạn dược. Nóng, Nga Ukraine ngày 1 tháng 3, 31 ngày càng căng, Ukraine có thể rút lui chiến lược. Thực địa 31 ngày càng tồi tệ, Ukraine có thể rút lui chiến lược khỏi thành phố. Nga cáo buộc phương Tây dùng phần tử cực đoan chống Moscow, nói trừng phạt Nga là liều thuốc độc cho EU. Tình hình thực địa Bamut ngày càng căng. Theo hãng tin Ukraine Firm, Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 28 tháng 2, không quân Ukraine đã ba lần tấn công vào các cụm quân Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine cũng nhắm mục tiêu một cụm nhân lực một kho đạn dược và thiết bị quân sự cùng hai vị trí lắp các hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Theo bộ này, quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công ở các hướng Kupiansk, Liman, Bamut, Adivka và Shakhtar, đều thuộc tỉnh Donetsk dùng Donbass miền đông Ukraine. Theo đó, trong ngày qua, quân Moscow đã một lần dội tên lửa, hai lần không kích, đồng thời hơn 20 lần khai quả các hệ thống pháp phấn lực phóng loạt MLRS hơn 20 lần về phía quân Kiev mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vẫn hiện hữu trên khắp Ukraine. Theo đài CNN, các binh sĩ Ukraine ở Bamut mô tả tình hình trên thực địa ngày càng tồi tệ khi các lực lượng Nga tiếp tục gây áp lực để chiếm thành phố. Tối ngày 28 tháng 2, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết thách thức lớn nhất của Ukraine là bảo vệ thành phố Bamut. Tình hình khó khăn nhất vẫn là ở Bamut, cường độ giao tranh ngày càng gia tăng, ông nói. Cũng trong ngày 28 tháng 2, ông Alexander Rodnansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Zelensky nói rằng các lực lượng Ukraine có thể rút lui một cách chiến lược khỏi Bamut nếu cần. Ông nói thêm rằng khu vực phía Tây Bamut đã được củng cố, do đó việc Ukraine rút quân không đồng nghĩa Nga có thể tiến quân nhanh vào thành phố này. Đừng nhầm lẫn chúng tôi sẽ phản công sớm thôi, ông nhấn mạnh. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền thân Nga ở tỉnh Kherson cho biết, cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Golaya, Bristan trên tảng ngạn Dnipro, Kherson thường xuyên bị quân đội Ukraine pháo kích. Các cuộc pháo kích không bao giờ dừng lại, nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhà ở. Phía chính quyền cho biết thêm rằng, quân Kiev đã sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa, lựu pháo và súng cối để thực hiện các hoạt động trên. Trong khi đó, ngày 28 tháng 2, cơ quan phòng thủ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng cho biết quân đội Ukraine đã thả mình sát thương Lebestov ở quận Kirovsky của thành phố Donetsk. Trước đó ngày 27 tháng 2, loại mìn này cũng được phát hiện ở quận Petrovsky của thành phố. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov nói rằng trong ngày qua, lực lượng không quân tác chiến chiến thuật và lục quân, tên lửa và pháo binh của quân đội Nga đã tấn công 93 đơn vị pháo binh, cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 162 khu vực. Trong bài phát biểu ngày 28 tháng 2, Tổng thống Nga Putin đã thừa nhận quân đội Nga chịu tổn thất. Thật không may, có những tổn thức trong hàng ngũ của chúng ta, lãnh đạo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB phải làm mọi cách để hỗ trợ thêm cho gia đình của những đồng đội đã ngã xuống. Ông nói trong cuộc họp hội đồng của FSB theo CNN. Theo TASS, chủ nhân điểm Kremlin cũng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên trong công việc của FSB. Trước hết, cần tiếp tục hỗ trợ các lực lượng vũ trang và dự binh quốc gia trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm hỗ trợ chống trinh sát và nhanh chóng trao đổi thông tin chiến thuật quan trọng, ông nói ông putin cáo buộc phương tây sử dụng phần tử cực đoan chống nga tổng thống putin tuyên bố phương tây không bao giờ tránh dùng các phần tử cực đoan chống lại nga và đang làm như vậy một lần nữa trong cuộc xung đột ukraine ông tuyên bố rằng các cơ quan tình báo phương tây đang nhắm đến việc khôi phục các phần tử khủng bố bên trong nước nga đài rt đưa tin chống lại mối đe dọa khủng bố này vẫn là một nhiệm vụ cấp bách đối với đất nước, ông Putin cho biết khi chủ trì cuộc họp hội đồng của FSB. Theo ông, số vụ khủng bố trong nước Nga đã tăng lên trong năm qua, đồng thời các buộc phương Tây luôn sử dụng bất cứ thứ gì có trong tay để chống lại chúng tôi, luôn luôn như vậy và sẽ dẫn như vậy. Ông cảnh báo rằng các đơn vị đặc nhiệm của phương Tây đang cố gắng khôi phục các nhóm khủng bố len lỏi trong lòng nước Nga. Theo đó, điều cần thiết là tăng cường công tác phản gián và giữ cho biên giới nga ukraine dưới sự giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí và đạn dược cho lãnh thổ đất nước ông nói với giới lãnh đạo fsb moscow trừng phạt nga là liều thuốc độc cho eu Ngày 28 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga đang thiếu hiệu quả và thay vào đó làm sức mẻ sự độc lập về kinh tế của khối, theo RT. Bà Sakharova cho biết bà đồng ý với ông Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, người hồi đầu tháng này đã mô tả các biện pháp trừng phạt chắc chắn là liều thuốc độc, dù tác dụng chậm, nhưng bên chịu tác động là EU. Trước hết, chúng sẽ giết chết chủ quyền kinh tế của EU, khối có thể tự tác mình bằng bất kỳ hạn chế nào liên quan đến thương mại với Nga. Điều này sẽ chỉ làm tăng sự phụ thuộc của Moscow vào các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với EU. Cô giải thích. Bà Sakharova cũng chỉ trích các hành động của khối này đối với truyền thông Nga, lên án rằng Brussels đang cố tình phá hủy nền tảng của xã hội dân chủ, phá hoại các nguyên tắc và giá trị mà EU đã xây dựng ngay từ đầu. Kể từ khi xung đột bắt đầu, EU đã đặt các hạn chế đối với tổng cộng 1.473 cá nhân và 205 tổ chức Nga. Tổng thống Putin đã mô tả chiến dịch này là một cuộc chiến trừng phạt toàn diện, đồng thời tuyên bố rằng chúng đã không thể khiến thất bại kinh tế Moscow sụp đổ.